Linh muốn anh chị chúng ta hãy làm một cái thí nghiệm như sau, đó là đưa bàn tay trái của mình lên ấy. Và sau đó chúng ta đưa tay bàn tay phải của mình lên, chúng ta ghép hai bàn tay lại, chúng ta nhìn vào cái ngấn ở đây, nhìn vào ngấn ở đây, chúng ta ghép bàn tay của mình lại. Sau đó chúng ta sẽ thấy một bên bàn tay chúng ta dài và một bên bàn tay chúng ta ngắn. Ví dụ như bàn tay phải của Linh là bàn tay ngắn, ok anh chị? Rồi đây ạ, chúng ta sẽ ngắn hơn đúng không ạ? Rồi bây giờ Linh sẽ đưa bàn tay phải của Linh ra phía trước, Linh đưa bàn tay trái của Linh ra phía sau. Và anh chị chúng ta cũng làm theo điều này luôn anh chị nhé. Và sau đó chúng ta để bàn tay phải, nói chung là anh chị chúng ta tay nào dài ngắn hơn thì chúng ta đưa ra trước, tay nào dài hơn chúng ta đưa ra sau. Chúng ta cùng nói ạ, hãy dài ra, hãy dài ra, chúng ta hãy nhìn vào bàn tay của mình và hình dung bàn tay của chúng ta hãy dài ra nhé. Hãy dài ra, hãy dài ra, hãy dài ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa bàn tay của mình lại giống như ban đầu. Rồi đây đúng cái vạch chỉ luôn ạ. Và chúng ta khép bàn tay của mình lại. Và chúng ta thấy điều kỳ diệu đã xảy ra chưa? Đó là bàn tay phải của Linh đã dài đi rất là nhiều. Và nếu anh chị nào chúng ta cũng thấy cái điều này, hãy comment xuống ạ. Và điều này muốn nói lên điều gì? Đó là cái niềm tin của con người chúng ta. Khi mà chúng ta tập trung vào điều gì thì điều đó càng phát triển. Nên chúng ta càng tập trung vào giải pháp, chúng ta sẽ có nhiều giải pháp hơn. Chúng ta tập trung vào vấn đề sẽ nhiều hơn. Nếu chúng ta có niềm tin vào sự thành công, vào sự giàu có và sự thành công, thì thành công nó sẽ bắt đầu hình thành và đến với con người của chúng ta. Và đó là khi mà chúng ta học cách đặt niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai, vào chính bản thân con người chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp. Và một điều Linh muốn nhắn nhủ với anh chị chúng ta rằng, điều này Linh mới chứng minh được ở trên bàn tay của mình. Còn nơi vị trí khác, mình chưa biết được nó như thế nào. Oh my god! Wow! Và nếu anh chị nào chúng ta đã thử nghiệm với vị trí khác, hãy comment cho Linh nha. Xin chào, hẹn gặp lại.